Em xin kính chào quý khách nhé. Sau đây em review chi tiết cho quý khách xem cái bộ sản phẩm, đó là cái nẹp bước chân trong ngoài của xe Mazda CX-3 đó, chất liệu titan cao cấp quý khách nhé. Bộ sản phẩm thì gồm có 8 chi tiết như thế này, gồm 4 cái miếng to trên gọi là 4 ốp bậc trong và 4 thanh nhỏ dưới là gọi là 4 ốp bậc ngoài đó. Chất liệu thì bằng kim loại quý khách nhé. Ở bề mặt của nó thì còn có trắng cái lớp titan màu đen rất là đẹp. Trên từng thanh là đều có chữ CX-3, tên của xe đó, nhìn rất là sang trọng và đẹp quý khách nhá. Thì đằng sau thì nó có băng dính 3M hai mặt như thế này quý khách này. Đó, quý khách mua về chỉ việc bóc keo và dán thôi, rất là đơn giản dễ dàng. Đó, ngoài ra khi mua hàng bên em có tặng kèm thêm keo 3M để quý khách dán cho nó chắc chắn hơn. Đó, rất là nhiều keo quý khách nhá. Đó, địa chỉ bên em thì là 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quý khách đặt hàng mua hàng là cứ liên hệ bên em nhá. Bên em nhận ship hàng và giao hàng trên toàn quốc. Đó. Rồi, xin cảm ơn quý khách rất nhiều nhé.